bắt tạm giam người phụ nữ bạo hành mẹ ruột đã qua đời chiều 8 tháng 9. Tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Công an huyện Cần Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, Cần Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi mẹ ruột trước đó. Bà Hoa được xác định là người phụ nữ đã có hành vi ngược đãi đối với một cụ già trong clip dài gần 7 phút vốn được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đoạn clip thể hiện bà Hoa đã có nhiều hành động dùng chổi, dùng tay đánh đập, xúc đất cắt, rác dưới nền nhà đổ lên đầu cụ già, đồng thời dùng nhiều lời lẽ thô tục để mắng chửi, hăm dọa cụ. Ngay khi nhận được thông tin đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đức, Long An đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Làm việc với cơ quan công an, bà Hoa thừa nhận toàn bộ các hành vi đã thực hiện, cụ già trong clip cũng chính là mẹ ruột của bà Hoa. Do bà Hoa là con duy nhất nên cụ già sống cùng bà Hoa và hai người cháu là con ruột của bà Hoa, các hành động ngược đãi trong clip được quay lại trong khoảng tháng 11 năm 2019. Do chính con ruột của bà Hoa quay lại khi thấy mẹ ngược đãi bà ngoại, đến ngày 2 tháng 9, bà cụ qua đời, thọ 79 tuổi. Một người bà con về viếng đám nghe chuyện bà Hoa có đánh đập bà cụ nên hỏi thăm và được người con của bà Hoa chuyển cho clip trên, về nguyên nhân việc ngược đãi mẹ ruột. Bà Hoa cho biết bà không có gì để lại, mà phải một mình chăm sóc bà nhiều năm nên sinh ra bực tức.